xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Sống Đời Sống Phật, được phát hình trên băng tần 17.8 của đài IBC TV và Galaxy 19 vào lúc 7 giờ tối hàng ngày và phát lại vào lúc 7 giờ sáng và 11 giờ trưa ngày hôm sau theo giờ California. Chương trình ngày hôm nay được dẫn dắt bởi Diệu Nguyện và Nhật Bảo Minh cùng với sự giảng dạy của Hòa Thượng Thích Viên Lý là Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Trụ Trì Chùa Diệu Pháp. Chúng tôi mong rằng những lời chia sẻ của thầy trò chúng tôi sẽ giúp quý vị có một đời sống tinh thần an lạc và tự tại. Chúng con xin kính chào thầy. A Di Đà Phật, xin kính chào cô Diệu Nguyện và cô Nhật Bảo Minh. Kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ, thưa thầy, qua chương trình vừa rồi chúng con đã được nghe thầy giảng về tam năng, mà con có một cái thắc mắc. Vậy thì trong cái câu thứ ba là Đức Phật có năng độ vô lượng vô số chúng sanh, vậy thì hóa độ chúng sanh có nghĩa là gì, từ hóa độ đó thưa thầy? Cảm ơn cô Nhật Bảo Minh. Hóa độ, hóa là tức là giáo hóa, giảng dạy để mà giúp cho một cái đối tượng nào đó khi mà có duyên được cái sự chỉ dạy của Đức Phật, có thể chuyển hóa từ một cái người xấu trở thành tốt, từ một cái người vô minh phàm phu trở thành một cái bậc thánh giả khả kính khả, gọi là giáo hóa. Độ sanh ở đây tức là độ, đây là tế độ, đưa người khác từ ở chỗ này vượt qua chỗ kia, từ bờ sông này đi qua bờ sông kia, thì gọi là độ. Độ cái chúng sinh đó từ một cái chúng sinh rất là khổ đau, tràn ngập những cái phiền não, những cái sầu muộn, có thể độ giúp cho họ vượt qua những cái khổ đau. Và từ một cái chúng sinh khổ đau trở thành một chúng sinh có cái sự hiểu biết, có những cái sự giải thoát, có cái sự an lạc, mà cao nhất là giúp cho chúng sinh đó chứng thành Phật quả. Cho nên cái bản hoài của Đức Phật là gì? Là muốn cho tất cả mọi loài chúng sinh đều thành Phật như Ngài. Như là trong Kinh Pháp Hoa, ở cái phẩm thứ hai, tức là phẩm phương tiện, Đức Phật đã khai thị như vậy. Nên hóa độ chúng sinh tức là giảng dạy, cứu giúp, nói một cách rất là dễ hiểu lắm, hướng dẫn giảng dạy, chỉ bày để giúp cho chúng sinh đó vượt qua những cái cảnh như là địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nghĩa là không còn bị luân hồi ở trong tam đồ lục đạo, tức là huyết đồ, hóa đồ và đao đồ. Lục đạo tức là thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, tức là bốn ba cái con đường và bốn cái cảnh giới. Đồ ở đây cũng có thể gọi là một cái cảnh giới. Dạ, con và Nhật Bảo Minh đã hiểu về tam năng. Vậy thì tam bất năng là gì thưa thầy? Cảm ơn cô Diệu Nguyện. Tam bất năng thứ nhất là bất năng, tức diệt nghiệp báo, không có cái khả năng chấm dứt những cái nghiệp mà người đó, một người A, người B đã tạo. Lý do tại sao? Bởi vì nhân nào quả đó. Người đó đã tạo những cái nghiệp ác, là gieo những cái hạt giống bất thiện, thì người đó phải chuốc lấy những cái hậu quả bất thiện. Đức Phật dù Ngài thương, Ngài cũng không thay thế được. Mà nếu thay thế như vậy thì rõ ràng Ngài đã tạo một cái sự bất công trong xã hội. Chẳng hạn như bây giờ, một người A buôn bán bất hợp pháp vũ khí, hoặc giả là giết người, cướp của, v.v. Mà Đức Phật thương người đó rồi đến nói thôi, để cho tôi chịu tội thế cho người đó, người đó tiếp tục sống, để tôi sẽ ngồi vào trong ghế điện để mà chấp nhận cái tội tử hình, được không? Không được, tòa án họ cũng không cho. Mà
công lý, quần chúng họ cũng không có chấp nhận cái điều đó. Bởi vì người nào làm thì người đó phải trả, phải không? Còn bây giờ một cái trường hợp khác, một cái người C làm một cái việc rất là tốt, đã giúp để cho cả một cái ngôi làng tránh được cái thảm họa bị diệt chủng. Nhưng mà người A họ đến họ nói không, bây giờ tôi thay người đó để tôi nhận những cái huân chương, tôi nhận những cái phần thưởng được không? Nếu mà cả làng đó chấp nhận đi nữa thì nó cũng là một cái sự bất công, mà không ai có thể mình nói những cái điều rất là dễ hiểu như vậy để chúng ta ví dụ thôi. Còn huống chi là mình tạo những cái nghiệp phải chính mình thọ nhận. Bây giờ cha mẹ này, con cái này, vợ chồng, anh em, thầy trò vân vân, dù có thương nhau cách gì, cứ lấy một cái thí dụ, có một cái gia đình ba và mẹ đã già, tuổi đã cao, sắp sửa lìa đời, nhưng mà người con mới tốt nghiệp ra trường bác sĩ và cái điểm rất là cao, ưu hạng. Khi mà cái người đó ghi tên để mà làm trong một cái nhà thương nổi tiếng, rồi dạy trong một cái đại học như Yale, đại học đó cũng đã chấp nhận để mời cái anh vừa tốt nghiệp bác sĩ giảng dạy cho một cái đại học danh tiếng, có một cái tương lai rất là sáng. Nhưng mà mắc một cái chứng bệnh ung thư não, bác sĩ bó tay, không thể chữa trị được. Ba mẹ khóc lóc, thôi để cho ba mẹ chết thế cho con, bây giờ ba mẹ tuổi đã già, sức yếu không làm gì được, còn con một người rất là thông minh, rất là giỏi giang mà còn trẻ, mới tốt nghiệp, ba mẹ chết thế để con sống tiếp tục. Cái tương lai của mình để có thể giúp được cho rất là nhiều người khác. Nhưng mà được không? Ba mẹ cho thế được không? Dạ không, thế không thầy. Mặc dù ba mẹ rất là thương, phải không? Dạ. Không thể cho thế được đó. Cho nên cái nghiệp của ai thì người đó chịu. Còn nếu mà một cái đấng thần linh nào đó nói là có khả năng thay thế, tại sao không thay thế tất cả những cái thế giới này, có những cái nơi động đất, có những cái nơi bị lũ lụt, có những cái chỗ bị chiến tranh bom đạn, có những cái nạn nhân bị ung thư thế này thế kia, rồi có những cái tình trạng người thì da đen, người da trắng kỳ thị xem thường những cái người da đen. Mục sư Luther King đó, phải không? Ở những cái thập niên 60 đã đấu tranh để tạo một cái sự bình đẳng cho cái thời đó. Nghe nói, nói thời đó thì thưa quý vị, chúng tôi chưa có sang Hoa Kỳ, nhưng mà nghe nói rồi đọc lại những cái tài liệu sách vở là cái người da màu vẫn bị kỳ thị đối xử một cách rất là bất công, phải không? Những cái nhà hàng hay là những cái xe bus này nọ, thậm chí những cái ghế đó cũng không được bước vào đó. Nhưng mà nếu có một cái đấng thần linh mà sinh ra những cái người như vậy, mà tạo ra những cái bất công như vậy, nếu mà có vạn năng thì phải sinh tất cả mọi người trên thế gian này giàu có này, đẹp, da trắng hết, không có da đen, không có ai là nghèo, phải không? Không có chiến tranh. Mà nếu mình có vạn năng đã sinh lỡ những cái chỗ đó thì mình có thể sửa lại được, năng này cũng không thể sửa được, phải không? Cho nên nói là Đức Phật Ngài không bao giờ nói rằng là Ngài có vạn năng. Ngài chỉ đóng một cái vai của một vị thầy lớn, hướng dẫn, chỉ dạy chúng sinh làm những điều lành, tránh những điều dữ, và khi làm những điều lành hưởng được những cái phước báo, hưởng được những cái công đức thù thắng, và nhờ những cái công đức thù thắng đó mà được trường thọ, được mạnh khỏe, được sống lâu, được tai qua nạn khỏi, được thành tựu những cái công đức lành. Còn ngược lại, nếu mà làm những cái điều ác thì đương nhiên mình phải chuốc lấy những điều ác, chứ Đức Phật không thể nào có thể chấm dứt được, mà không có bất cứ một vị thần linh nào có thể chấm dứt được. Nếu chấm dứt được thì mình cứ ngồi cầu nguyện thì họ đã chấm dứt rồi, phải không? Bao nhiêu thế kỷ rồi, chiến tranh, bệnh tật, thiên tai vân vân, nhưng mà là cầu nguyện của mình, một là nó không thấu được, hai là thấu nhưng mà họ cũng thương cảm mà họ không có cái khả năng để mà chặn đứng. Cho nên đó, Đức Phật không bao giờ tự tuyên bố là Ngài là một cái bậc vạn năng, mà Ngài có khả năng hóa độ vô số chúng sinh, nhưng mà không phải là hóa độ tất cả chúng sinh trong 10 phương pháp giới. Cho nên đó, Ngài chỉ khuyên chúng ta là vì số đông mà dấn thân lên đường để
giáo hóa độ sinh. Đó là một cái lời rất rất là cụ thể và nó thích hợp với mọi thời đại. Thưa thầy, con nghĩ là Đức Phật đã nói là Đức Phật không làm được, thì nếu Đức Phật không làm được thì giống như thí dụ một người mẹ họ thấy con cái họ hay tranh cãi nhau hay đánh đập nhau hay gì đó mà cảm thấy là thôi nếu con như vậy thì để mẹ hy sinh mẹ ra đi, hay là mẹ sẽ bỏ gia đình rồi để cho hai đứa con đoàn tụ. Nhưng mà thật sự ra những người ngoài họ cũng nhìn vào là họ nói là không thể nào, hai đứa đó là nếu là nghịch cãi nhau mà như vậy thì không thể nào. Bà mẹ có thương con bao nhiêu nữa thì không thể nào mà lấy tánh mạng mình hy sinh để cho hai con mình hạnh phúc, phải không thầy? Đúng vậy, bà mẹ với cái trách nhiệm, với cái bổn phận của một người mẹ hết lòng khuyên con, cũng như Đức Phật cũng vậy, Ngài hết lòng, Ngài hướng dẫn, làm việc lành, tránh những cái điều dữ. Bà mẹ, con, anh em với nhau, chị em với nhau thì thương nhau, bầu ơi thương lấy bí cùng, phải không? Tuy là khác giống nhưng mà chung một nhà, bầu và bí mà còn người ta còn khuyên phải thương nhau, huống chi là những người cùng một gia đình. Bà mẹ hết lòng khuyên và hết lòng hướng dẫn, nhưng mà nếu hai người con họ vẫn tiếp tục cái thói hư tật xấu thì làm sao đây, phải không? Cho nên mình không có bỏ cái trách nhiệm, mình cũng hết lòng mình dạy dỗ, mình hướng dẫn, mình chăm sóc, nhưng mà nếu họ không nghe thì họ phải chuốc lấy những cái hậu quả, phải không? Hậu quả xấu thôi đó. Cái lỗi đó không phải là do người mẹ. Vâng, vừa rồi là tam bất năng của Đức Phật. Xin mời quý vị nghỉ ngơi trong giây lát với phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại ngay để nói tiếp về hai cái bất năng còn lại. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật giáo.